Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thamma, Nam mô Sang Thầy. Tiền chân lễ Chư Tôn, Thiền Thực Tăng, trong những nước nào mà chúng tôi không được rõ. Xin chào cô tu nữ Phúc Phận, xin chào chị Thiện Nam, Thiên Nữ, Thiền Hữu Tri Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 331. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Rattanattaya Sawandami Buddho Mahesi Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng, tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi a ta sa sát phu nô lô ca nó mạnh thá sa quý đà ca rù phù tắp bành nhu bố tháp bất ti phù tí sân nhát tù hoàn đà mất hành tầng đá ra phù. Cái này giác tầm, pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vạt màn vô minh. Phát ta lòng đặt dưỡng sinh, đầy thần Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô thú gá ta sá sa quá cô xích tha thú ca mô quá rá thầm má xích khá cô niên đà bá sân sa rí á na đá rô quá rô hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cái này giác gần, tăng bảo kinh văn Phật Đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa thể pháp, phàm nhắn hay vị. Con xin lễ lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rattanattaya te che na sikha me e tu wa tha năng ta sa vi a nu pa we na sa ha sa ye na sa cha tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 331. Quý vị nhìn lên màn hình ha. Câu Phật ngôn 331. Trước tiên là chúng ta nhận diện mật chữ, tức là phân tích trường âm, đoạn âm. Sau khi phân tích trường âm, đoạn âm, chúng ta ôn lại qua cái giọng đọc của giọng kinh ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua giọng kệ ha. Rồi bây giờ chúng tôi xung phong đọc trước để quý vị nhận diện mật chữ ha. Câu đầu tiên: Attham hi cha tam hi su a sa ha ya. Tham hi cha tam hi su kha sa ha ya. Lần thứ ba: Tham hi cha tam hi su kha sa ha ya. Bây giờ qua câu số 2: Tốt thì su kha ya itari tare na. Tốt thì su kha ya itari tare na. Tốt thì su kha ya itari tare na. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu. Tham hi cha tam hi su kha sa ha ya. Tốt thì su kha ya itari tare na. Attham hi cha tam hi su kha sa ha ya. Tốt thì su kha ya itari tare na. Lần thứ ba ha.
tham hi cha tham hi sukha sa hai ya tu thi sukha ya itari ta re na. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Bun nhân sukhan chi quyết ta sang kha yam hi. Bun nhân sukhan chi quyết ta sang kha yam hi. Bun nhân sukhan chi quyết ta sang kha yam hi. Câu số 4. Sắp ba su đúc khá sa su khăn ba hà năng. Sắp ba su đúc khá sa su khăn ba hà năng. Sắp ba su đúc khá sa su khăn ba hà năng. Bây giờ chúng ta ôn câu số 3, câu số 4. Bồn nhân su khăn chi quy ta sẵn khá dầm hi sắp ba sổ đúc khá sa su khăn ba hà năng. Bồn nhân su khăn chi quy ta sẵn khá dầm hi sắp ba sổ đúc khá sa su khăn ba hà năng. Bồn nhân su khăn chi quy ta sẵn khá dầm hi sắp ba sổ đúc khá sa su khăn ba hà năng. Bây giờ chúng ta ôn lại theo giọng kinh ha, trường âm đoạn âm. Đây là một câu khó, không phải tám từ như những bài trước mà nó tới 11-12 từ ha. Và cuối câu số 2 nó không phải là trường âm ha. Chính không phải trường âm cho nên chúng ta đọc hơi khó chứ không phải dễ ha. Một hơi thì chắc chắn rằng quý vị đọc không nổi rồi. Nhưng mà tới chỗ nào trường âm thì quý vị có thể dừng ha. Chúng ta đọc trước. Tham hi cha tham hi sukha sa hai ya tu thi sukha ya itari ta re na pun nhân. Su khăn chi quy ta sẵn khá dầm hi sắp ba sổ đúc khá sa su khăn ba hà năng. A thầm hi cha tầm hi su khá sa hà ya tu thi su khá ya y ta ri ta re na su khăn. Bồn nhân su khăn chi quy ta sẵn khá dầm hi sắp ba sổ đúc khá sa su khăn ba hà năng. A tham hi cha tham hi sukha sa hai ya tu thi sukha ya itari ta re na pun nhân sukhan chi vi ta sang khay yam hi sap ba so dukha sa sukhan ba ha năng. Quý vị cũng có thể đọc một hơi được, nhưng mà khi nhận diện mật chữ quý vị chắc chắn nó là trường âm đoạn âm thì quý vị có thể đọc một hơi cũng được chứ không phải khó ha. Bây giờ đọc lại ha. A tham cha hi sukha sa hai ya tu thi sukha ya itari ta re na pun nhân sukhan chi quy tập sang khai yam hi sap ba so đúc khá sa sukhan ba năng. Rồi như vậy đó là cái giọng kinh ha. Bây giờ chắc giọng kệ thì nó dễ hơn giọng kinh ha. Kể thì sao cũng được. Tham hi cha tâm hi sukha sa haya tôn thi sukha ya itari tare na punyang sukhan chi vita sang khayam hi sambaso dukkhat sa sukham bahanam. Tham hi cha tâm hi sukha sahaya tôn thi sukha ya itari tare na punyang sukhan chi vita sang khayam hi sambaso dukkhat sa sukham bahanam.
Atham hi cha tam hi sukha sahaya tun thi sukha ya itari tarena punyang sukhang chi vita sang khayam hi sambhu dukkha sa sukhang bahanam. Rồi, giọng kinh quý vị cũng đang nghe, giọng kệ quý vị cũng đang nghe. Rồi, bây giờ quý vị thay người bắt đầu ha. Rồi, bây giờ kêu lần hai người ha. Từ dưới lên trên ha. Ai biểu vô sau thì ráng chịu nha. Xin mời chiếc lá mùa xuân và Sister Man chuẩn bị ha. Xin chiếc lá mùa xuân để cho đạo tràng của chúng ta có mùa xuân thì lên trước đi. Rồi, Sister Man chuẩn bị tinh thần ha. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin mở hạng con 331. Atham hi cha tam hi sukha hi sukha saha ya tuthi sukha ya itari tare na bun. Dạ, con xin dừng chỗ này để con đọc, con phân tích trước đi. Ách là trường âm nhấn, tham, ách tham là hai trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, hí xú là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, hà gia là hai trường âm thông thường, tốt là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, ý tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê là âm thông thường, ná là đoạn âm. Tham át tham hi cha tâm hi sukha sa ha ya tut thi sukha ya itari ta re na bun nhang sukhan chi vita sang kha yam hi sapaso dukhas dukhasa sukhan baha nang. Bun là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý là đoạn, quý tá là hai đoạn âm, sang là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khát là trường âm nhấn, xá xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc hai câu. Bun nhang su khang, bun nhang su khang chi quý ta san kha yam hi sa pa so duk kha sa sa su khang ba ha năng. Con xin đọc hai bốn câu. Atham hi cha tam hi sukha saha ya tuthi sukha ya itari ta re na bun nhang sukhang sukhang chi vita sang
dầm hiếp sát bá sồ đúc khá sát xuất khăn bán hà năng. Cho con đọc lại lần nữa. Ác thầm hít trà tầm hít xuất khà xá hà và tút thì su khà và y ta rì ta rề na bùn nhằn su chi chi quy ta sẵn khá dầm hi sắp ta sổ đúc khá sa su khẳng ta hà nặng. Con xin đọc kệ luôn. A tham hi cha tham hi su khà sa hà và tụt thi su kha ya i ta ri ta re na bun nhân su khang chi vi ta sang kha yam hi sap pa so đụt đụt kha sa su khang pa ha nang. Dạ con xin đã đọc xong, con xin xuống hết đấy. Alo. Dạ. Cho con hỏi, cảm ơn sinh nhật Kim Nhung. Con xin phép được đọc câu Kinh Pháp Cú số 331. Và con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Áp thầm hi cha tầm hi su kha sa ha ya tut thì su kha và y ta rì ta rề nắp bình nhận su khẳng chì vi ta sẵn kha dầm hi sắp ba sô rút khắp sa su khẳng ba hà năng áp thầm hi cha tầm hi su kha sa hà và áp là trường âm nhấn, thâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha gia là hai trường âm thông thường, tút thì su kha và y ta rì ta rề na, tút là trường âm nhấn, thì là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha gia là hai trường âm thông thường, y tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Áp thầm hí cha tầm hí su kha sa ha ya tuất thì su kha ya ý ta rì ta rê nắp bùn nhằn su khẳng chì bí ta sẵn kha dầm hí. Bùn là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví tá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dâm là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, sắp ba sô đúc khát sa su khăn ba hà na, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đút là trường âm nhấn, khát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp ba su đúc khát sa su khăn ba ha năng. Con xin đọc lại bốn câu. Áp thầm hi cha tầm hi su kha sa ha ya tuất thị su kha ya y ta rì ta rề nắp bình nhận su khẳng chì vi ta sẵn kha dầm hi sắp ba sô đúc khắp sa su khẳng ba hà năng áp thầm hi cha tầm hi su kha sa hà gia tuất thị su kha gia y ta rì ta rệ đắp bình nhận su khẳng chì vi ta sẵn kha dầm hi sắp ba sô đúc khắp sa su khẳng ba hà năng. Dạ con xin sư sửa bài cho con xin hết. Sa thú xin chào chiếc la mùa xuân, xin chiếc la mùa xuân, thấy có mùa xuân ha, ổn định.
đọc rõ ràng, chính xác. Vitamin thì đọc rõ ràng, nhưng mà khi phân tích bị bắt một từ. À, quý vị có thấy cái vitamin bị bắt cái từ nào không? Alo, câu số 3. Bùn nhân su khăn chi quý ta sẵn khá dầm hi. À, Sĩ Hà nói chữ gì? Chữ tâm hả? Không phải chữ tâm. Mà cái từ chi quý ta sẵn khá dầm hi. Chi quý ta sẵn khá dầm hi. Thì chữ dâm này á, Sister Man nói rằng nó là một trường âm thông thường. Nó là một trường âm thông thường. Mà thật sự nó là trường âm nhấn ha. Trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường. Đó. Nghĩa là chỗ nào cũng đúng hết á. Nhưng mà chỗ này để thử coi bà con có chú ý có nghe hay không. Nó lộn, nó sai, nó chật. Để thử coi bà con trong cái room của chúng ta có bắt được cái lỗi này hay không ha. À, không được nha. Đọc cho đúng chứ, còn để cho người ta có theo dõi mình đọc hay không. À, cho nên chỗ này á, thay vì chi vi ta sân khai dâm hí, chữ dâm này là trường âm nhấn, nhưng mà Sister Man nói là trường âm thông thường, để coi bà con có chú ý hay không. À, cái này cũng là một bài chiêu ha. Thôi, bây giờ xin mời Sít Hà nè, rồi Huynh Giang Nhất Hà nè ha, Sít Hà, rồi tới Huynh Giang Nhất Hà ha. Rồi Sít Hà ở đâu, đưa tay lên đi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. A thầm hi trà tầm hi su khà sa hà già tu thì su khà già y ta lì ta rề ná. A là trường âm nhấn, thầm là trường âm nhấn, thí hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tầm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, xú là trường đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha ya là hai trường âm thông thường. A thầm hi trà tầm hi su kha sa hà ya tu thì su kha ya y ta ri ta rê na. Tu là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha ya là hai trường âm thông thường, ý tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. A thầm hi trà tầm hi su kha sa hà ya tu thì su kha ya y ta ri ta rê na ná. Phùng nhằn su khăn chì vi ta sàng khá dầm hí sáp ba sô đúc khá xá su khăn ba hà năng. Phùn là trường âm nhấn, nhăn là trường âm thông, đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý á là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dầm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm. Phùng nhân su khăn chi quý ta sằng khá dầm hí sáp sáp ba sô đúc khá sa su khăn ba hà năng. Sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, khát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Punyan su, con đọc này. Punyan su khang chi vi ta sang kha yam hi sap ba so duk kha sa su khang ba ha năng. Con đọc, xin đọc thêm câu. Atham hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya i ta ri ta re na phùng nhân su khăn chi vi ta sang kha yam hi sap ba. Dạ, con xin đọc lại. Phùng nhân su khăn chi vi ta sang yam hi sap ba so duk kha sa su khăn ba ba hà năng. Dạ, con xin kể. A tham hi cha tăng hi sukha sahaya tu thi sukha ya itari ta re na phung nhân sukha khăn chi vi ta sang kha yam hi sabba so dukha sa su khăn ba năng. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu Phật ngôn 331. Tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tut thi su kha ya itari tare na pun nhang su khang chi vita sang kha yam hi sap baso duk kha sa su khang ba ha nang. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Tham hi cha tam hi su kha sa ha ya. At là at và tham là hai trường âm nhấn. Hi là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, hi su là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, ha ya là hai trường âm thông thường. Và câu số 2. Tut thi su kha ya itari tare na. Tut là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, su là đoạn âm, kha ya là hai trường âm thông thường, i ta là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, re là trường âm thông thường, na là đoạn âm. Dạ, câu số 3. Bun nhanh su khăn chi quý ta sẵn khá dầm hi. Dạ, bun là trường âm nhấn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví ta là hai đoạn âm, sân là san là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, châm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm. Yeah, câu số 4. Sappaso dukkhasa sukhang pahanang. Sap là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, so là trường âm thông thường, duk khas là hai trường âm nhấn, sa su là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. At tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya itari tare na bun nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sa pa so duk kha sa su khang ba ha nang.
Dạ con xin kệ luôn ạ. Attham hi cha tam hi sukha sahaya tuti sukhaya itari tarena bunyang sukhang chi vitasang khayam hi sabbaso dukha sasukhang bahanang. Dạ con xin hết sai, xin nhà sư sửa giùm con ạ. À, sa thú sa thú xích hà và huynh giang nhắc hà. À, huynh giang nhắc hà thì giọng đọc rất là hay, phân tích chính xác, nhưng mà cái chữ đúc khát xá, à, hai trường âm nhấn cho biết rõ ràng, nhưng mà khi đọc qua thì đúc khát xá, à, chỗ này đọc nhanh quá, nó giống như là một đoạn âm. À, huynh giang nhắc hà, bởi vì trường âm á, thì cái, chúng ta đọc cái giọng dài bằng nhau, đúc khát, à, hai cái trường âm nhắn này nó bằng nhau chứ không phải chữ đúc rồi khát xá. À, nếu mà đọc như vậy thì nghe nó mất đi một cái chữ s, mất đi một con s, hai con s, mà coi như mất một con s là thấy là thất bại nha. Ai sa tu sa tu. Ai bây giờ tiếp tục là ai đây? Rồi Xích Kim. Alo, xin niềm từ cho Xích Kim chào. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Chí Đức và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho con biết âm thanh rõ. Và con xin phân tích câu 331, đầu câu số 1 và câu số 2. Tham hi cha tam hi sukha sahaya tutti sukhaya itari tare na. Và câu số 1, ác là trường âm nhấn, tham là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, hi là đoạn âm, su là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha ya là hai trường âm thông thường. Ác tham hi cha tâm hi sukha sa ha ya. Và câu số 2, tut là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, ya là trường âm thông thường, ý ý tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê là đoạn âm, ná là đoạn âm. Tút thi su kha ya y ta ri ta rê ná. Và câu số 3, bùn nhằn su khăn chi vi ta san khayam hi. Pun là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý tá là hai đoạn âm, san là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm. Và câu số 4, sabbaso dukkhas sasukhang bahanang. Sab là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, so là trường âm thông thường, duk là trường âm nhấn, khas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm,
Xú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. Bùn nhằn su khăn chi quý ta san khá dầm hi sắp bát sô đúc khá xa su khăn ba hà năng. Và con xin đọc lại 4 câu. Thằng hi cha tần hi su kha sa hà ya tut thi su kha ya ti i ta ri ta re na bun nhân su khăn chi vi ta san kha yam hi sa pa so du kha sa su kham ba hà năng. Dạ con xin kể luôn dạ. Thân cha tâm hi su kha sa ya tut thi su kha ya i ta ri ta re na bun nhang su khang chi vi ta san kha yang hi sa pa su du tha sa su khang ba nang. Dạ con đã phân tích, đọc và kể xong. Và con có sai xin ngài sửa lại giùm con. Và xin cảm ơn đạo tràng. Và xin đưa mít gì nhiều mít lại cho Sister Kim ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin thanh toán câu pháp cú 331, đọc phân tích, đọc kinh rồi đọc kệ. Dạ, Thanh Hoàng nghe đang cười rồi. Đừng cười nha em. Rồi sẽ tới em. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Không có vui chút nào đâu. Tránh nó vậy đó. Nhỏ bị chửi hoài, lúc nào cũng te te he he cái miệng cười, cười du duyên. Cái nhà chửi đồ con du duyên gì cũng cười á. Không sao sao thôi, để đọc đi chị lát ha. Máy lên trước đi. Ok, con đọc nha sư. Con nói sư pháp trang rõ ràng đó nha sư, không có pháp thanh nữa nha. Con bắt đầu đọc. Ác tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tuk thi su kha ya i ta ri ta re na pum nhan su khang chi quý ta sằng kha dâm hi sap pa so duk kha sa su khang ta ha nang. Đọc lần lần ha. Rồi, phân tích cho rồi đi. 3 giờ rồi. Ác tham là hai trường âm nhắn, hi là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tâm là trường âm nhắn, hí xú là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha gia là hai trường âm thông thường. Câu số 2, túc thì xú kha và y ta rì ta rề ná. Túc là trường âm nhắn, thì là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha gia là hai trường âm thông thường, ý tá là hai đoạn âm. Ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Bùng nhăn su khăn chi quý tá sằng khá dầm hí sáp tá sô đúc khát sá su khăn tá hà năng. Bùng là trường âm nhắn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý tá là hai đoạn âm, sằng là trường âm nhắn, khá là đoạn âm, dâm là trường âm nhắn, hí là đoạn âm, sáp là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đúc khát là hai trường âm nhắn, xá xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại 4 câu nguyên câu luôn, pháp cú 331. Ác tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tuk thi su kha
và y ta rì tan rề na cùng nhằn su khăn chì quý ta sẵn khá dầm hí sáp bá sô đúc khát sa su khăn bá hà năng. Đọc lại lần nữa nha. Ất thằng hí trà tầm hí su khà sa hà và túc thì su khà và y ta rì ta rề na cùng nhằn su khăn chì quý ta sẵn khá dầm hí sáp bá sô đúc khát sa su khăn bá hà năng. Đọc kệ. A thăng hi cha tâm hi su kha sa ha ya tung thi su kha cha y ta re na phùng nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sam ba so đúng kha sa su khang ta ha năng. A thăng hi cha tâm hi su kha sa ha ya tung thi su kha ya y ta re na phùng nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sam ba so đúng khắc sa su khang ta ha năng. Vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mọi khổ đoạn. Đó là bạn dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thai bạn có cần là con người có phúc, lúc nào mà có cần biến hồn cái có bạn giúp. Vui thai sống biết đủ là biết chi túc, không có tham, ham ăn hút uống, không có tham nhiều. Vui thai chết có đức, đức này có nghĩa là cái công đức cái ba la mật mà phước thiện của mình. Vui thai mọi đoạn khổ, tức là dẹp hết mấy cái khổ rồi đó, sắp sửa lên niết bàn rồi đó. Đó là bản dịch của Hoàng Thượng Thích Minh Châu. Này con có sai, con có vậy, sư từ từ cầu nhầu lầu bầu cào nhào, con nghe sư không sao. Con mong sư ăn cơm ngon. Sư khỏe là vui rồi. Còn chả mái là nghe. Sa thú, sa thú, xích niệm từ, xích kim à. Đọc đã hay rồi, còn nói chuyện nhiều nữa nhé. Nói chuyện nhiều còn hay hơn nữa ha. Thôi đọc thì chỉ biết đọc thôi. Còn cái phần thảo luận thì từ từ sau ha. Đây, câu Phật ngôn 331. Bây giờ xin mời Sít Thanh Hoàng nè. Hồi nãy chị Kim nói là cười người hôm trước, hôm sau người cười ha. Sít Thanh Hoàng xong rồi tới Sít Thiền Vũ ha. Alo, Sít Thanh Hoàng trước, Sít Thiền Vũ sau. Xin mời. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ Vô Tư Nữ, con kính đảnh lễ Quý Đạo Tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 331 ạ. A tham hi cha tam, a tham hi cha tam hi su kha, su kha sa ha ya tốt thì su kha ya itari ta re na. Bùn nhàng su khẳng chỉ vi ta sẵng khá chẳng hi sắp ba sổ đúc khá xa su khẳng ba hà năng. A thầm hi chà tầm hi su khà cha hà dạ. Át là chữ, át thăm là hai trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, hí là đoạn hí xú là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha ra là hai trường âm thông thường. Tốt thì su kha ya itari ra re na. Tốt là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha là trường âm, ha ra là hai trường âm thông thường. Ý tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, re là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Bùn nhằng su khẳng chỉ huy ta sẵn kha giang hi. Bùn là trường âm nhấn, năng là trường âm giọng nguyên âm, số là đoạn âm, khăng là trường âm giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý tá là hai đoạn âm. Xăng là trường âm nhấn,
Khá là đoạn âm, dăng là trường âm, giọng nguyên âm, hí là đoạn âm ạ. Sắp ba sổ đúc khát xa đúc khẳng ba hà nặng. Sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đúc là trường đúc khá lạ, hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, số là đoạn âm, khăng là trường âm giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm giọng nguyên âm. Con xin đọc lại ạ. A tham hi ya tam hi su kha cha ha ya tu thi su ha ya i ta ri ta re na pun yang su khang chi vi ta sang kha yang hi sap ba so dukha sa su khang su khang pa ha nang. A tham hi ya tam hi a tham hi cha tam hi su kha cha ha ya tốt thì su hà già itari ta rê na hồn nhang su khang chi huy ta sang kha hà kha giang hi sắp ba số đúc kha sa su khang ba hà nặng. Con thử cậy xem có được không ạ. A tham hi cha tâm hi su kha sa hà già tốt thì su hà gia itari tare na punyang su khang chi vi ta sang kha yang hi sap ta so dukha dukha sa dukhang pa ha nang. Dạ con đọc kệ, con kệ kém lắm ạ. Con xin xuống mic ạ. Con mời người kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý chư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 331. Trước tiên con xin đọc hai câu đầu. Ác tham hi cha tâm hi su kha sa hà ya tut thi su kha su kha ya itari tare na. Áp thăm là hai trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, hí su là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha ya là hai trường âm thông thường, tút là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, kha ya là hai trường âm thông thường, ý tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Con xin đọc lại hai câu. Áp tham hi cha tâm hi su kha sa hà ya tút thi su kha ya i tá vi tá rê ná. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Phun nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sap ba so đúc khap sa su khang ta hà năng. Phun là trường âm nhấn, nhang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, ví tá là hai đoạn âm, sang là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, yam là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, đúc kháp là hai trường âm nhấn, xá xú là hai đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, ha là trường âm đọc thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Phun nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sap ba so đúc kháp sa su khang ta hà năng. Con xin đọc lại nguyên 4 câu pháp cú của câu pháp cú 331. Áp tham hi cha tâm hi su kha sa hà ya tút thì su kha ya i ta vi ta re na phun nhang
su hằng chi vi ta tăng kha yam hi tát ba số đúc pháp ta su hằng ta hà năng. Dạ con xin kệ câu pháp cú 331. At tham hi cha tam hi su kha sa hà ya tụt thì su kha ya i ta vi ta re na khun nhang su khang di vi ta sang kha yam hi sạp ba su đục khát sa su khang ta hà năng. Dạ con xin chia sẻ cho con ạ. À, xà thủ, sư Thanh Hoàng, sư Thiện Vũ. À, nhưng mà ở đây thì sư Kim Nhung nói có sai một từ ha. Nói chỉ dâm, đó là trường âm nhấn. Vậy thì bây giờ mời sư Kim Nhung là một ha. Rồi tới ở đây sư Kim Nhung lên trước ha. Rồi Xích Duyên lên sao ha. Alo, Xích Kim Nhung cho biết cái chỗ sai của Xích Kim Vũ. Xin mời. Thưa sư, đối với Thanh Hoàng thì con thấy Thanh Hoàng có một cái phân tích, có một cái lỗi sai là chữ dâm. Thanh Hoàng nói đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhưng mà con thấy đó là trường âm nhấn thì con cũng đã nói. Còn đối với Thiện Vũ thì con thấy Thiện Vũ phân tích đúng ạ, thưa sư. Con chưa thấy, con không thấy cái chỗ sai đó, thưa sư. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thủ, sĩ trang Kim Nhung rất là chính xác. Riêng sĩ Thanh Hoàng á có một cái lỗi giống như Huỳnh Giang Nhật Hà, có nghe là chữ đúc khát xá thì đọc chữ đúc là trường âm nhấn, khát xá thì đọc hơi nhanh giống như hai đoạn âm. Thì đây là cái lỗi mà giống giống như Huỳnh Giang Nhật Hà ha, phân tích thì chính xác. Nhưng mà khi đọc thì đọc phải nhanh quá, chữ khát xá thì chữ đúc mà chữ khát là hai trường âm nhấn thì chúng ta đọc cái giọng nó bằng nhau ha, dài bằng nhau. Rồi thêm một cái lỗi nữa là chữ chi dâm, chữ này là trường âm nhấn mà đọc không phải là trường âm nhấn, chắc là bị phân tâm. Nhưng mà như vậy là tiến bộ rồi ha. Rồi bây giờ mời sư Kim Nhung và sư Duyên ha. Sư Duyên không biết có chiếc máy không ạ? Alo, sư Duyên mời sư Kim Nhung trước. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hạ, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và phân tích câu kệ ngôn 331 ạ. At tham hi cha tam hi su kha sa hà ya tut thi su kha ya itari ta re na bun nhang su khang chỉ huy ta sẵn khá giảm hi sắp ba sổ đúc khát sa su khẳng ba hà nặng. Át là trường âm nhấn, thăm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, cha là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tâm là trường âm nhấn, hí xú là hai đoạn âm, kha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ha, ra là hai trường âm thông thường, tút là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, kha, gia là hai trường âm thông thường, ý, tá là hai đoạn âm, ri là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, rê
là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bun là trường âm nhấn, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi là trường âm thông thường, quý tá là hai đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, đúc khát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, xú là đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Ất thầm hi trà tầm hi su khà sa hà già tút thì su khà già y ta rì ta rề na bùn nhằng. Xúc khẳng chỉ quy ta sẵn kha dầm hi sắp ba sổ đúc khát sa xúc khẳng ba hà nặng. Dạ con xin kể ạ. Atham hi cha tam hi sukha cha ha ya tutti sukha ya itari tarena bunyang sukha chi vita sangha jam hi sabba so dukha sa sukhang bahanang. Dạ con đã phân tích câu đọc kinh và đọc kệ xong, dạ con có cái chỗ nào sai con kính thưa sư sửa giúp con. Con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic. Alo, 123, 123, như vậy là thi tiên bận rồi, không có chiếc máy. À, xà thủ, sư Kim Nhung, sư Thừa Man này, sư Thanh Hoàng này, Quân Gia Nhật Hà này, tặng cho những cành hoa rất là đẹp ha. À, sư Kim Nhung cũng đã hoàn thành bổn phận của mình xong ha. Rồi, bây giờ mời Sít Mê Ta và Sít Nhật Quỳnh ha. Alo, Sít Mê Ta lên trước, Sít Nhật Quỳnh lên sau ha. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 331. À, xin mời Sít Mê Ta trước, rồi Sít Nhật Quỳnh sau. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà, Thích Kim Nhung, Thích Thiện Vũ, Thích Thanh Hoàng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con nghe ngài kêu con với chị Metta, con chạy lại mà con chưa có thấy chị Metta để đào tràng lâu quá, con xin phép được cầm mic trước. Dạ, chị Metta ơi, có chiếc máy không? Nếu chị Metta có chiếc máy thì cho Nhật Bình một tín hiệu. Nhật Bình sẽ mời chị trước ạ. Nhà con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, Nhật Bình nãy giờ cũng cái đường nét nó cũng không có được ổn định lắm. Nó chập chờn nên Nhật Quỳnh nghe cũng không có được rõ. Không có đấy nên Nhật Quỳnh ngồi im ru luôn. Dạ, bây giờ chị đang bận. Dạ, dạ con xin được trả bài trước ạ. Dạ, cảm ơn chị Metta. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Con tri ân Ngài cho bài học. Atham hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya itari tare na bun nhan su khang chi vitasan kha yam hi sap ba sa đột kha sa su khang ba ha năng. Các trường âm nhấn, tham trường âm nhấn, hí đoạn âm, cha trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, số đoạn âm, kha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ha gia hai trường âm thông thường, tút trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, số đoạn âm, kha gia hai trường âm thông thường, ý tá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, tá đoạn âm, rê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Át tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya itari ta re na. Quân trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý tá hai đoạn âm, sanh trường âm nhấn, khá đoạn âm, dâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, sắc trường âm nhấn, ba đoạn âm, sơ trường âm thông thường, đút khát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sú đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bồn nhằn su khăn chi và ta sanh khai dâm hi sắp ba sơ đút kha sát su khăn ba hà năng. Ác thầm hi trà tâm hi su khà sa hà gia tút thi su khà gia hi ta rì ta rệ na bồn nhằn su khăn chi và ta sanh khai dâm hi sắp ba sơ đút kha sát su khăn ba hà năng. Dạ con xin được kể. A tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya i ta ri ta re na buồn nhẫn su khăn chi ti ta sang kha yam hi sa ba so đuột kha sa su khăn ba ha năng. A tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tu thi su kha ya i ta ri ta re na buồn nhân su khăn chi thì ta san kha yam hi sa pa sa đuột kha sa su khăn ma ha năng. Dạ con đã đọc phân tích và cài luôn. Dạ con có sai chỗ đọc và phân tích chỗ nào Ngài chỉ dạy cho con sửa. Dạ con kính tri ân Ngài và cảm ơn đạo tràng. Dạ chị Meta được chưa chị? Mời chị ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ hồi nãy sư kêu mà con đang bận, con phải rửa tay con chạy lên. Dạ bây giờ thôi thì con cũng xin trả bài câu pháp cú 2331 á. Dạ con xin đọc và phân tích. Át tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya tut thi su kha ya itari ta re na bun nhân su khăn chi quy tăng chi. Dạ con xin đọc lại. Chi quy ta sang kha yam hi sap ba so đúc kha sa su khan ba ha năng. Át tham hi cha tâm hi su kha sa ha ya. Át trường âm nhấn, tham trường âm nhấn, hi đoạn âm, cha trường âm thông thường, tâm trường âm nhấn, hi đoạn âm, số đoạn âm, kha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ha gia hai trường âm thông thường, tút trường âm nhấn, thi trường âm thông thường, số đoạn âm, kha gia hai trường âm thông thường.
ý tá hai đoạn âm, ri trường âm thông thường, tá đoạn âm, rê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Áp thầm hi trà tầm hi su khà sa hà và tuất thì su khà và y tá rì tá rê ná buôn trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý tá hai đoạn âm, xăng trường âm nhấn, khá đoạn âm, dâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, sắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, xô trường âm thông thường, đúc khách hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xú trường âm thông thường, đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, buôn nhăn xú khăn, trì quý tá xăng, kha dầm hí sập bá sồ đúc khách, xá xú khăn, bá hà năng, ác thầm hi trà tầm hi su khà sa hà và tuất thì su khà và y ta rì ta rề na bùn nhằn su khăn trì quý ta sằng khá dầm hi sập bá sồ đúc khát sa su khăn bá hà năng. Dạ con xin đọc lại lần nữa đi. Thầm hi trà tầm hi su khà sa hà và tuất thì su khà và ý ta rì ta rề na bùn nhằn su khăn trì quý ta sằng khá dầm hi sắp ba sồ đúc khách sa su khăn bá hà năng. Dạ con cũng xin kể luôn mà con cũng bị khàn tiếng rồi, con ráng. A tham hi cha tâm hi su kha sang ha ya tu thi su kha ya i ta ri ta re na bốn nhân su khang chi quy ta sang kha yam hi sập ba sô đúc khát xa su khăn ba hà năng. Dạ con có chỗ nào sai xin ngài sửa cho con. Dạ con xin nhường mic cho người khác. Sa thú, thích nhật quyền, thích metta, rất là rõ ràng, chính xác. Bây giờ thì cái phần kinh kệ ha, thông qua ha, bây giờ chúng ta đi vào chương sự câu Phật, đi vào sự vận câu Phật ngôn 331. Bởi vì chúng ta đã nhận diện được mật chữ ha, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Câu đầu tiên, át thầm hi cha tầm hi su kha sa hà ya, át thầm hi cha tầm hi su kha sa hà ya. Câu đầu tiên chúng ta có được bốn từ, át thầm hi là một, cha tầm hi là hai, su kha là ba, sa hà ya là bốn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ át thầm hi, át thâm hí do cái từ át thá, át thá là một danh từ trung tính, át rần ta nó phùng sát cả linh ra. Và chữ át thá này được chia theo định sở các số ít, định sở các số ít có nghĩa là sát tầm ý quy phát tí ê có quá trình á. Cho nên chữ át thá biến thành át thâm hí. Át thâm hí ý nghĩa là trong khi có nhu cầu, trong khi có nhu cầu,
hí không phải. Attha, attha không có cộng hí, mà attha nó là một danh từ trung tính, nhưng mà chia theo định sát cấp, tức là cách chia thứ bảy, thì nó thêm vô chữ m với chữ hí, m hí. Bởi vì định sát cấp nó có ba cách chia số ít, là ở đây có thể là atthê cũng được nè, attham hí là hai hả, rồi atthasmin cũng được. Số ít của nó là có ba cái trường hợp như vậy, tức là atthê, attham hí, atthasmin, nó cũng có một cái ý nghĩa là trong khi có nhu cầu, trong khi có nhu cầu. Rồi bây giờ từ thứ hai, cha tâm hí. Cha tâm hí đây là một cái dạng quá khứ phân từ của căn ngữ chan, và cái từ cha tá này cũng được chia theo cách chia thứ bảy, sa tâm hí vừa phát ti e ca quá trình á, cho nên cha tá biến thành cha tâm hí. Cha tâm hí là trong khi được sanh khởi, hay là khi đã sanh khởi, hay là lúc mà sanh lên, do cái từ cha ta sanh lên hay là sanh khởi. Rồi cái từ thứ ba, sukha. Sukha do cái từ sukha, sukha. Cái từ sukha này được chia theo chủ cách số nhiều, bà tham ma bà hu quá chân áo quỷ pháp tí, cho nên su kha biến thành su kha. Su kha là vui vẻ hạnh phúc. Su kha là vui vẻ hạnh phúc. Và cái từ cuối cùng, sa hà ya. Sa hà ya do cái từ sa hà ya. Sahaya là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Sahaya được chia theo chủ cách số nhiều, Bathama Bahu Vachana Vipatti. Sahaya có nghĩa là bạn bè. Bạn bè. Vậy thì câu đầu tiên này có ý nghĩa thế nào? Attham hi cha tâm hi sukha sahaya. Khi mà có nhu cầu sanh khởi, khi mà có điều kiện để mà nó sanh lên á, thì bạn bè là hạnh phúc. Khi có nhu cầu sanh khởi, bạn bè là hạnh phúc. Sa thú. Rồi câu số 1 xong ha. Bây giờ qua câu số 2. Câu số 2, tút thi su kha ya itari ta ve na. Tút thi su kha ya itari ta ve na. Câu số 2 chúng ta thấy có 4 từ. Tu thi là một, su kha là hai, ya là ba, itari tare na là bốn. Chữ tu thi do cái từ tu thi, do từ tu thi, nó là một danh từ nữ tính. Ý karanta ithi linga. Về chữ tu thi này được chia theo chủ cách số ít, chủ cách số ít. Tức là bạch tham á e ca quá chân áo việt phát tí. Và chữ tu thi ở đây có nghĩa là hoan hỷ, niềm vui. Hoan hỷ, niềm vui. Và cũng có nơi dịch là tri túc ha. Chữ tu thi tức là niềm vui trong cái vui đã có, tức là trong tầm tay của mình, chứ không phải đứng ở núi này trong núi kia.
Tri túc là niềm vui hoan hỷ với cái gì mình đã có. Rồi chữ sukha, sukha thì giống như chữ ở trên rồi ha. Sukha là vui vẻ hạnh phúc. Rồi chữ gia, chữ gia ở đây do cái đại từ giá, nó là một đại từ quan hệ nhưng mà thuộc về nữ tính ha, thuộc về nữ tính. Thì chữ giá ở đây được chia theo chủ các số ít à. Bạch Tham An e cao quá chân áo phát tí, chữ giá biến thành già. Già có nghĩa là vật này, già là vật này. Rồi vật, vật chứ không phải là vậy ha, như vật hay như te chứ không phải chữ Y. Vật này. Rồi chữ tiếp tục là Itari, Tarena. Itari, Tarena. Ở đây hai cái chữ Itara, Itara đi chung với Itara thành ra Itari, Tarena à, tức là nó là một cái giống như một thành ngữ, vật này hay vật nọ. Itari, Tarena. Vật này hay là vật nọ. Vậy thì câu số 2, tút thì số khai và ít ta vì ta về ná, hoan hỷ với vật này hay vật nọ là hạnh phúc. Hoan hỷ với vật này hay vật nọ là hạnh phúc. Rồi bây giờ đến câu số 3, quân nhân số khăn chi quý tá sân thái dầm hí, quân nhân số khăn chi quý tá sân thái dầm hí. Câu số 3 chúng ta thấy có 3 từ. Chữ quân nhân do cái từ quân nhá, quân nhá là một danh từ trung tính Aparantanapum sa. Và chữ punya này được chia theo đối các số ít đu tỷ gia vì phát tí hệ cáo quá trần á, cho nên punya biến thành punyan. Punyan có nghĩa là phước báo, punyan là phước báo. Rồi cái từ thứ hai là số khăn, biết rồi hả, do từ số khá. Và ở đây được chia theo đối cách số ít à, số khá biến thành số khăn, hạnh phúc, vui vẻ. Hạnh phúc, vui vẻ. Rồi cái từ thứ ba, chi quý tá sân thái dầm hí. Chi quý tá à, chi quý tá sân thái dầm hí. Ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, chi quý tá và sân khá dâm hí. Chi quý tá đây là một danh từ trung tính á rành tá nó cùng sắc là linh gá. Chi quý tá là mạng sống hay là cuộc sống à, chi quý tá là mạng sống hay là cái cuộc sống. Rồi từ thứ hai, sân khá dâm hí do cái từ sân khá giá. Sân khá giá nó cũng là một danh từ nam tính Akran Tắc Phung Linh Gá. Sân khá giá ở đây được chia theo định sở tác số ít, tức là sát tầm mi vì phát tí e cao quá trần á. Cho nên sân khá giá biến thành sân khá dâm hí, sân khá dâm hí. Vậy thì ở đây à, chi quý tá sân khá dâm hí à, tức là lúc chấm dứt mạng sống hay là lúc mà chấm dứt cuộc sống
Bởi vì chữ khai giá nó là đoạn tận, chấm dứt. Và câu số 3 này cho chúng ta một ý nghĩa: vô nhân xuất thân chi quý tá thần khai dầm hỷ. Vào lúc chấm dứt cuộc sống, phước báo là hạnh phúc. Con người khi mà nhắm mắt tắt hơi mà đem theo được cái phước á thì tuyệt vời, đó là hạnh phúc. Mà khi mà nhắm mắt tắt hơi mà tay bắt chuồn chuồn mà thấy những cái ác nghiệp mà nó sanh khởi á, thì bảo đảm lúc đó là đi xuống à ha. Tức là đưa bắt chuồn chuồn như vậy à, giật một cái từ trên giường nó rớt xuống, hoặc là hộc máu, hoặc là trợ mắt, hoặc là tay như la hét ung sùng, thì chính cái lúc mà cần tứ nghiệp đó là cái lúc mà chúng ta có phước báo là hạnh phúc. Tức là chúng ta ra đi mỉm cười của cuộc sống, giả từ những người thân yêu, thì chính lúc đó là lúc hạnh phúc nhất. Rồi, lúc chấm dứt mạng sống, phước báo là hạnh phúc. À, chính xác. Rồi, câu cuối cùng: Sapaso dukkhasa sukhang bahanang. Sapaso dukkhasa sukhang bahanang. Chữ Sapaso, Sapaso có nghĩa là tất cả. Đây là một trạng từ ha. Sapaso là tất cả. Rồi cái từ thứ hai, Dukkhasa. Dukkhasa do cái từ Dukkha. Dukkha nó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Dukkha này được chia theo sở hữu cách số ít, Chathi Vipati Ekavachana. Cho nên chữ Dukkha biến thành Dukkhasa. Dukkhasa có nghĩa là của sự đau khổ, của sự đau khổ. Rồi, Sukhang biết rồi ha. Sukhang là an vui ha. À, Sukhang là hạnh phúc, là vui vẻ. À, và cái từ cuối cùng, Bahanang. Bahanang à, Bahanang do căn ngữ ha, có nghĩa là từ bỏ hay là đoạn trừ. À, tiếp đầu ngữ bá ở phía trước chỉ cho cái sự nhấn mạnh của cái căn ngữ ha. À, Bahanang ở đây nó cũng được chia theo đối cách số ít, Đức Tỳ Gia Quỳ Pháp Tí Ê Cao Quá Trần Hạ. Ba Hà Năng có nghĩa là sự từ bỏ, sự đánh xa. Sự từ bỏ, sự đánh xa, đoạn trừ cũng được, à, xa thú. Vậy thì cái câu cuối cùng, Sapaso Dukkhasa Sukhang Ba Hà Năng. Sapaso Dukkhasa Sukhang Ba Hà Năng. Từ bỏ tất cả khổ đau là hạnh phúc. Từ bỏ tất cả khổ đau là hạnh phúc. Vậy thì câu Phật ngôn 331 chúng ta một cái ý nghĩa là khi có nhu cầu sinh khởi, bạn bè là hạnh phúc, hoan hỷ với vật này hay vật nọ là hạnh phúc. Vào lúc mà chấm dứt cuộc sống, phước báo là hạnh phúc. Từ bỏ tất cả khổ đau là hạnh phúc. Ở đây nói lên bốn cái điều hạnh phúc ha. Hạnh phúc à, khi mà chúng ta có bạn bè hạnh phúc, khi mà chúng ta tri túc hạnh phúc là phước báo, và hạnh phúc
là từ bỏ tất cả khổ đau ha. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã khổ thơ lục bát thế này: vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ biết ân giữa đời, vui thay tích đức lắm làm rồi, vui thay đánh ác xa rời khổ đau, vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ biết ân giữa đời, vui thay tích đức lắm rồi làm rồi, vui thay đánh ác xa rời khổ đau. Rồi, ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn năm chữ: vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn, vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã xong cái phần từ vựng ha. Thời gian còn là bây giờ chúng ta có thể ôn lại theo dòng kinh hay dòng kệ. Vì nào chưa đọc thì có thể hoan hỷ đưa tay lên. Bây giờ chúng tôi đưa bài lên để cho quý vị thấy ha. Vì nào cảm thấy rằng khi nãy mình đọc có những cái trục trặc gì đó, bây giờ có thể bổ sung ha. Chúng tôi xin đọc trước: Atham hi cha tam hi sukha sahaya tuthi sukha yai tari tare na punyang sukhang ti vita sang thayam hi sapa so dukkha sa sukhang bahanang. Atham hi cha tam hi sukha sahaya tuthi sukha yai tari tare na punyang sukhang ti vita sang thayam hi sapa so dukkha sa su khang ba hà năng. Có phô biển này, có xích viên này, có xích liên hoa này, cũng còn là cao thủ ha. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Rồi bây giờ xin mời bàn tay tự nguyện của quý vị ha. Muốn đọc giọng kinh, muốn đọc giọng kệ, tùy ý. Rồi, xin mời Sister Man. Alo. Dạ. Cho hỏi đọc. Dạ. Cảm ơn Thiện Vũ. Cảm ơn Sister Kim Nhung. Dạ, hồi nãy con đọc sai, cho con xin phép được đọc lại. Câu kinh Pháp Cú số 331. Tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tut thi su kha ya itari ta re nap bun nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sap ba so duk kha sa su khang pa ha nang. At tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tut thi su kha ya itari ta re nap bun nhang su khang chi vi ta sang kha yam hi sap ba so duk kha sa su khang ba ha nang. Cho con xin câu tiếng Việt. Xích Nhật Quỳnh ơi, cho con xin bài học của tiếng Việt các Xích Nhật Quỳnh. Dạ con cảm ơn cô. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu. Dạ, cô cho con xin bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con cảm ơn. Vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ, biết ân giữa đời, vui thay tích đức làm rồi,
vui thai. Lánh ác, xa rời khổ đau là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cho con xin phép đọc lại một lần nữa. Con thấy cái câu này cũng không có, con đọc không có trơn. Áp thầm hí cha tầm hí su khà sa hà già tuất thì su khà già y ta rì ta rệ nắp bình nhằn su khăn chì vi ta sàn khá dầm hí sắp ba sô đúc khắp sa su khăn ba hà năng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Con xin hết. Xin mời vị kế. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức. Con xin đảnh lễ sư Pháp Trang. Con cũng chào cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tự Nhiên và con kính chào, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cuối kinh 331. Dạ, nãy giờ con cũng không có theo dõi bài, con xin sám hối trước ạ. Á thần hi cha tần hi su ca sa ha ya tu hi su ca ya i pa vi pa vi na bun nhang su khang chi vi pa sang nhang si sa pa so du ca sa su khang ba ha nam. Á thần hi cha tần hi su ca sa ha ya tu ti tu ti su ca ya ita vi ta ve na dun yang su kang chi vi ta sang ka yang hi sa pa so tu ka sa su kang ba ha nang. Á thần hi ya tăng hi su ca sa ha ya tu ti Sukaya ittarita vena bunyam sukham cittita sankhayam hi sappaso dukkhassa sukham bahanam. Vui thay bạn lúc còn, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ, biết ơn giữa đời, vui thay tích đức làm rồi, vui thay lánh ác xa rời khổ đau của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch. Dạ, con có sai, xin sư sửa ạ. Sorry for the background noise. Thank you. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn xích duyên. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ cảm ơn thiền vũ. Xích Liên Hoa ơi, Liên Hoa vào sao có, cầm mít được không Liên Hoa, có trả bài không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung, thiền vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Alo, alo, Liên Hoa có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có trả bài không? Cô tu nữ Tùy Duyên ơi, cô có trả bài không? Ồ, không cầm mít được hả? Dạ, đâu, không sao. Để không mời rồi khóc vô đậu tràng, không ai thèm nói tới hết, không chịu mời lên gì hết. Rồi mời cô Tự Duyên nha. Dạ, sa thú, cảm ơn Nhật Quỳnh. Hôm nay cái văn tót nó cũng trục trặc, đưa tay không được. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ bây giờ tôi duyên xin đọc bài. Dạ, cảm ơn ngài. 331. Ách tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tut thi su kha ya itari tare na pun nhang su khang chi vi ta sang kha yang hi sa pu kha sa su khang ba ha nang ách tham hi cha tam hi su kha sa ha ya tut thi su kha ya itari tare na pun nhang su khang chi vi ta sang kha yang hi sa pa so du kha sa su khang ba ha nang vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết, vui thay mọi khổ đoạn. Khổ thân này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ. A tham mi cha, a tham mi cha, tham mi su kha sa ya, tu thi su kha ya, itari tare. Buồn nhân su khăn chi vi ta sang kha yang hi sap ba su duk kha su khăn ba năng a tham hi cha tham hi su kha sa ya tu ti su kha ya tari tare na buồn nhân su khang chi vi ta buồn nhân su khang chi vi ta sang kha yam mi sap ba su duk kha sa su khang ba năng vui thay bản cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Khổ thân này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay gặp bạn lúc cần, vui thay biết đủ biết ân giữa đời, vui thay tích đức làm rồi, vui thay lánh ác xa rời khổ đau. Dạ, vô thân nghiệp của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự xin gửi mít lại cho Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Chiếc đá mùa xuân ơi, đã kể chưa? Dạ, cảm ơn Liên Hoa Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chiếc lá mùa xuân ơi, đã trả bài chưa, đã đọc, đã kể gì chưa? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Bây giờ Nhật Quỳnh mới thấy được chiếc lá mùa xuân. Vậy hả? Vậy là rồi hả? Giờ té rồi. Mới ấy lên mới, dạ, cảm ơn Thiên Thiên Phương. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Thiên Thiên Phương có thể lên cầm bích. Bất kể. Dạ, dạ mời Thiên Thiên Phương ạ. À. Sao vậy? Sao mắc cỡ? Cầm mic đi. Mắc cỡ gì? Cầm mic đi rồi sẽ được thôi hả? Dạ, mới đầu nó hơi khó chút xíu nhưng mà rồi từ từ nó sẽ dễ thôi mà. À, Nhật Quỳnh thấy Thiên Thiên Phương vào room cũng lâu rồi mà. Mắc cỡ gì? Dạ, để lên giùm đi. Dạ, vậy là không cầm mic phải không? Không biết đọc, không biết đọc Bali, biết đọc tiếng Việt không? Hay là chỉ biết đọc tiếng Anh thôi Thiên Hương Phương? Dạ, không biết đọc Bali, đọc tiếng Việt đi. Đọc tiếng Việt rồi đọc Bali được à? Dạ, cũng cười hoài vậy. Sao nữa hả? Dạ, cũng cười luôn vậy. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, nãy giờ con...
không có thấy Đại Đức Pháp Trang cầm mic. Và không biết Đại Đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư. Chào sư vô, sư ngồi im ru vậy, con đã lặn sâu thì chớ, gặp sư còn lặn sâu hơn nữa. Phổ Biển ơi, Phổ Biển có cầm mic được không? Phổ Biển, Phổ Biển cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Phổ Biển có cầm mic được không? Rồi, vậy là xong ngay. Con không có duyên nên thỉnh nên quảng bá ế phải không? Đúng rồi. Thỉnh Đại Đức Pháp Trang cô không thèm trả lời. Còn Quy Nhân, Phổ Biển Quy Nhân trả lời bằng cái hoa. Nhưng mà Quy Nhân có cầm mic được không? Phổ Biển Quy Nhân có cầm mic được không? Có đang bận tay không? Trái tay có rảnh không? Cho một tín hiệu coi. Có rảnh tay không? Hai chị đưa được cái hoa vậy là không có rảnh tay rồi phải không? Dạ không có sao. Rồi cảm ơn Nguyên Nhân. Rồi có hai người đẹp mà không ai chịu cầm mít hết. Thêm Thiên Thiên Phương nữa. Dạ không sao. Bán mít mà không được thì trả mít lại cho Ngài. Dạ, nếu Ngài không cầm mít thì Nhật Quỳnh quăng luôn cái nó bể luôn là Ngài phải chụp thôi hả? Chứ không ngày mai lấy gì mà sinh hoạt. Dạ con cũng thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Con kính dâng mít đến Ngài xạ thủ lành thai. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trong đạo tràng của chúng ta chỉ có một cái mít thôi. Vậy mà đời quăng cho nó bể còn gì để mà sinh hoạt nữa. Nó cứ hù không à. Nên là mời người ta không lên. Là bây giờ nổ bồ đề gai lên muốn dục cho bể mít luôn hả? À, câu Phật ngôn 331. Đây là một câu Phật ngôn khó ha. À, thì quý vị vô sau thấy khó là không dám lên là phải rồi. Năn nỉ cái gì à. Khi nào thấy nó dễ dễ là coi như xung phong nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay á, quý vị cũng tuyệt vời. Câu khó thế này mà lên phân tích ha. Lên đọc theo giọng kinh, rồi đọc theo giọng kệ nữa thì còn gì bằng nữa. Câu Phật ngôn 331, 32, 33 thì có một duyên sự. Thì bây giờ với câu Phật ngôn này, chúng ta hãy tìm hiểu cái nội dung của câu Phật ngôn này. Nói lên bốn cái điều vui mừng, vui thay. Vui thay bạn, vui thay tri túc ha, biết đủ ha, vui thay có đức hạnh ha, rồi vui thay khổ đau được đoạn tận. Khi mà người tu hữu sự mà huynh đệ chi binh sống chết có nhau ha, thì cái này mới là một hạnh phúc ha. Đó là vui ha. Tức là bạn mà khi hữu sự có mặt là chính người đó là tri kỷ, cha mẹ sinh ta ra, nhưng mà bạn là người hiểu ta. Đó là những tri kỷ mà lúc chúng ta cần. Cho nên huynh đệ chi binh là gì? Sống chết có nhau là huynh đệ chi binh. Có nghĩa là bạn lúc cần, đó là một điều hạnh phúc. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là cái gì là hạnh phúc? Tức là chúng ta hoan hỷ, thỏa thích, vui sướng với những cái gì chúng ta có trong tay. Tức là biết đủ là một cái đức tính. Mà chúng ta không đứng ở núi này nhìn qua núi khác. Tức là chúng ta vui với cái gì mà mồ hôi nước mắt của chúng ta tạo ra, và chúng ta cảm thấy rằng hoan hỷ. Đó cũng là một hạnh phúc ha. Điều thứ hai. Cái điều thứ ba, chết có đức. Đức đây không gọi là đức bóng nè, mà đây là đức hạnh, đức độ ha. Người mà người ta nói rằng có đức mặc sức mạng à. Mà người nào mà có đức độ, người nào mà có được cái đức hạnh, thì chính cái người đó là một hạnh phúc. Bởi vì cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Thì như vậy
cái tiếng thơm hay tiếng thối, ở đây nói về cái tiếng thơm ha. Ví dụ chúng ta thấy 25 thế kỷ trôi qua nhưng mà có ai nói xấu Đức Phật không? Ngài là một bậc thiên nhân chi đạo sư ha. Đức độ của Ngài bao trùm cả tam giới. Ngài là một cái vị mà coi như đã hoàn toàn, cho nên thấy cái đức độ của Ngài ai cũng phải kính phục. Rồi, cái điều cuối cùng nữa, phiền lụy khổ đau mà chúng ta giảm thiểu, chúng ta đoạn diệt được, thì đây chỉ có là bậc thánh thôi. Cái cùng phàm của chúng ta thì coi như cái điều thứ tư này không thể làm được. Bởi vì mọi khổ đau mà đoạn tận, thì khi những cái vị thánh á, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, và họ đã hoàn thành cái phạm hạnh, thì vui thay mọi khổ đoạn. Cái đoạn này chỉ nói lên các bậc thánh. Còn thường nhân của chúng ta thì chỉ có thể thực hành theo ba cái điều trên thôi, ba cái điều hạnh phúc trên. Mà muốn được quan hỷ, muốn được vui vẻ, muốn được hạnh phúc, thì cái điều quan trọng là như thế nào? Quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị là những người tại gia không có tu tập, mà quý vị là những người đang đi trên con đường phạm hạnh. Quý vị là những người tu tập rất là nhiệt tình, rất là tốt đẹp. Vậy thì trong cái hạnh phúc bạn bè, trong cái hạnh phúc tri túc, trong cái hạnh phúc mình là người có đức hạnh, thì bây giờ mục đích của chúng ta tu tập để làm gì? Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Quý vị nghĩ rằng muốn được hạnh phúc thì người bạn khi hữu sự, muốn được hạnh phúc là chúng ta phải vui với cái vui chúng ta đang có. Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có giới hạnh đức độ. Vậy thì muốn được những hạnh phúc như vậy thì cái chính bản thân của mình thì sao? Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Thì quý vị nghĩ sao với cái câu đó? Với câu Phật ngôn 331, tức là chúng ta hãy quay lại với chính mình, để rồi khi hiểu sự các bậc thiện trí thức, các bậc thiện hữu sẽ đến với chúng ta khi mà chúng ta hiểu sự. Rồi trong cái tầm tay của chúng ta, rồi đức độ của chúng ta, mình phải quay lại để mình hưởng được những sự an vui đó, chứ không phải là hướng ngoại bên ngoài ha. Không phải là câu chuyện ngoài quyền ha, mà câu chuyện này chính trong cái bản thân của mình. Thì quý vị nghĩ sao với câu nói đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta? Ở đây cái người mà hay đề cập đến chuyện người khác á, tức là chuyện ngoài quyền á, thì chỉ có Sĩ Kim à. Sĩ Kim nghĩ như sao? Sĩ Kim nghĩ như sao? Đi tu là để thấy mình, hay là đi tu để đi rình người khác, mình kiếm lỗi của người khác, mình không lo cho chính bản thân của mình? Bởi vì cứ nói chuyện ngồi quyện không hả? Rồi bây giờ mời Sĩ Kim có ý kiến về câu Phật ngôn 331. Với Sĩ Kim là thấy quan hỷ lắm, kêu cái lên liền hả? Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang. Con không biết sư Pháp Trang còn không nữa. Tiếng chào cao hơn cổ mà đâu sao đâu sư. Chào một tiếng không sao, không chích chóc một tay nào hết. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang và các sư nào có ẩn đúc gì đó, các cô tư nữ và quý vị Phật sử, quý vị Phật tử. Trời ơi, đời men đưa cho cà phê cho sư uống rồi sư, ha, mời cho con uống. Con đâu có biết uống rượu, uống cà phê đâu. Đưa cũng quề trốn thôi. Đối với câu này, con thấy là Đức Phật dành cho bậc thánh thôi.
như nãy con thấy nói cái ý chí của nó là cái ý nghĩa của nó là rõ ràng, không có gì mà sai biệt sai sai khác. Máy này ăn được quá. Cái câu nào cũng có sukha sukha sukha, tức là hạnh phúc thai á. Cái câu đầu là vui thai lúc bạn, lúc cần thiết là mình có bạn, lúc mà nguy hiểm á, lúc mà nguy biến hay là trong như là nước lục, nhà cháy, vợ đau con, vợ đẻ con đau, mình mắc chốt á, không có tiền bạc, tùm lum tùm la, chạy ô đàn mắc ô mã chẳng hạn như vậy, thì có bạn bè lợi giúp, thiếu tiền các bạn cho mượn tiền, thiếu đồ ăn bạn cho đồ ăn, không có chỗ nhà ở bạn cho chỗ ở chẳng hạn như vậy, thì cái đó là hạnh phúc rồi. Sống biết đủ này khó lắm, chi túc chi ơn đó là trong Mangala Sutang đó, thì Đức Phật cũng dạy rồi, trong cái đó hình như điều thứ biết đủ chi túc chi ăn là cái điều 24, con nghĩ là 24 á, cái trong 24 cái điều 24 trong Mangala Sutang á, thì sống biết đủ là chứ biết đủ này, chi túc này á, với lại thiểu dục nó thường đi chung với nhau. Nói thì vắn tắt có bốn chữ hai chữ thôi, nhưng thật ra nó bao trùm hết, nó nhiều thứ lắm, từ giới đức hạnh gì trong có đủ hết. Mình biết đủ có nghĩa là mình đủ trong cái sự mà cái khả năng, trong cái sự hiểu biết, trong cái quyền lợi của mình, đừng có dòm qua dòm lại, dòm tới dòm lui, dòm hồi cái mút mắt luôn, cái lọt chồng luôn nữa. Cái này nói chơi thôi nha. Chẳng hạn như cái khả năng của mình là chỉ làm được bao nhiêu đó thôi, mà mình thấy người ta làm giỏi hơn mình, tốt hơn mình, mà mình muốn cố gắng lên, làm lên với điều kiện mình cố gắng, nhưng đừng có ganh tị trong đó. Tại nhiều khi người ta ganh tị trong đó thì tâm sân trong đó, rồi nhiều khi ganh tị thì cái tâm tham đó, với tâm sân, cái ngã mạn tà kiến nó lên đó, thì rất nguy hiểm. Họ sử dụng những mánh khóe, những cái chiêu trò đó, thì con không biết nói tiếng Việt Nam sao, tức là đầy đủ chiêu trò, như coi trong phim bộ của Chẹt đó, thì đủ thứ trò hết để hại người ta đó, thì trong kiếp này mình sẽ bị khổ, là có thể nếu người ta biết được thì sẽ bị bắt, bị đánh đập, bị trả thù, là bị nhà government đó là tư pháp đó, là bắt mình bỏ trong tù đó, tịch thu tài sản đủ thứ hết, không có khổ, tức là rồi còn tạo ra cái nghiệp cho tương lai nữa, cái nghiệp ác trong tương lai rất là khổ. Mình hạnh phúc đó, biết chi túc chi đủ, mình có một vợ, mình thấy bà vợ ông chồng này là tốt rồi, lấy ông đi. Còn bày đặt có người thì ngoại tình, có mấy ông chồng thì muốn thêm bà này bà kia nữa, cho nó vẻ, cho được hơn ta chẳng hạn như vậy. Bên người nữ cũng vậy, thì cái chi túc mà mình không biết cái đó thì rất là đau khổ cho kiếp này và nhiều kiếp trong tương lai nữa. Thì cái mình biết đủ là rất khó, tức là mình có đồ ăn bao nhiêu mình vui, chẳng hạn trong nhà mỗi bữa ăn mình có cái đó, mình ăn vui, mình hạnh phúc trong những món ăn mình ăn. Đừng có ăn món này rồi nghĩ cái món khác là ngon hơn, giàu hơn, đó là do sự tưởng tượng của mình thôi. Mình có món nào ăn thì ăn món đó nó tốt hơn. Giống như hồi nhỏ sư con đi coi hát bóng, con thấy trước khi mà nó chiếu phim đó, thì con thấy nó quảng cáo đồ ăn của Mỹ thôi, bánh trái nhấp nhẹn thấy ngon quá. Bây giờ con qua tới Mỹ, con vô mấy bốt về con thấy bánh, trời ơi, cái nào con cũng ăn, nó ngọt mà nó dỗm dễ sợ, ăn nó chán dễ sợ. Thì lúc nào con cũng nhớ tới mấy cái đồ ăn của má con với mấy bà chị con nấu, là canh chua cá lóc, canh chua cá bồng lau, cá kho tộ, rồi dưa vắng dưa giá, rồi thịt kho nước dừa, rồi thịt kho mấy món đó, thì qua bên Mỹ thì lại mắc. Rau muống mình mày Mỹ rất là mắc, mắc hơn thịt gà đó. Thịt gà có mấy chục sen, 60-70 sen một phao, trong khi rau muống 2-3 đồng một phao. nó trái ngược dễ sợ. Thì lúc trước á, thì người ta nói ăn rau muống, ăn rau là nghèo không ăn, nhưng thật ra qua bên Mỹ thì những người khá giả, người ta biết cái dinh dưỡng mà tốt thì người ta ăn những món đó. Thành ra ở Việt Nam con thấy những món ăn Việt Nam thì tốt cho sức khỏe, đủ thứ hết, không có bị béo phì, không ăn nhiều chất mỡ, không ăn nhiều cái chi á,
thì tốt. Nhưng mà khi mà ở Việt Nam, những người ở trong Việt Nam hồi đó chưa có đi qua những nhiều nước khác, nhất là nước Mỹ đế vậy, nước Mỹ là thôi đủ thứ đồ ăn hết. Tức là ở cái nước Mỹ rồi đó, cái gì cũng có hết. Tức là mình ăn đồ ăn Tàu, đồ ăn Nhật, đồ ăn Thái, đồ ăn gì, từ chính những người Thái, những người Tàu, những người Nhật đó nấu cho mình ăn. Chứ Việt Nam thì chỉ có Việt Nam nấu cho Việt Nam ăn thôi. Thì mà đồ ăn về đông lạnh nó đủ thứ hết. Đồ ăn khô cũng vậy, đồ ăn hộp, trời ơi, bao la, mất vô, nháy mệt luôn vậy đó. Tức là quá trời quá đất. Nhưng tóm lại, con ở đây nhiều năm thì con vẫn không có quen được ăn đủ. Con cũng ăn, cũng thích, nhưng mà không có thích nhiều cho lắm. Con chỉ thấy ăn đồ Việt Nam đạm bạc thôi, nhưng mà nó hơi mắc tiền một chút. Nhưng mà con ở Orange County nè, thì đồ ăn của Việt Nam nó cũng không có mắc cho lắm. Thì đó là biết đủ rất là khó đó. Chi túc thiểu dục đó, biết giảm đi những cái ưa muốn của mình đó. Cái sự mà biết đủ của mình rất là khó. Khi mà có những người họ tham đó, họ ganh tị, họ muốn ngã mạng đó, họ muốn hơn người ta đó, thì họ thấy ai đeo cục tròn này mà họ mà dơ tay, họ thấy chướng mắt, tao về tao gán làm một cái cục bự hơn mày nữa. Thì chỉ cố gắng, chỉ phí thời gian phí sức thôi, không có nhiều thời gian làm những việc tốt. Thì cứ luân theo cái trộn lẫn cuốn cái sự đòi hỏi tranh tị tranh đua đó thì rất là mệt mỏi, cuối cùng không có gì hết. Chết cũng mời quý vị vô chảo dầu chiên qua chiên lại ghê quá. Vui thay chết có đức, cái đức này chứ là cái trong đây là phun nhân đó, tức là phước báo rất khó. Phước báo tức là mình làm cái việc thiện nó mới có phước báo. Cái việc thiện nó từ ở đâu ra? Nó từ trong thập thiện hay là thập phước hành tông, hai cái đó. Thì do nó từ ba cái chỗ nơi thôi, thân, lời và ý. Đó, thì nó ba về thân, bốn về lời, ba về ý. Thì phải làm sao cái việc thiện đó, làm sao? Muốn có cái phun nhân mà xuất khăn này đó tốt lắm. Cái việc thiện nó phải đầy đủ năm chi, nó là tốt, khỏe, không có tội lỗi, không có lầm lỗi, có phước báo tốt, có được quả báo an vui. Đâu dễ đâu, nhiều người người ta nói làm phước phước, người ta phải biết rõ nó phải có đủ năm chi, nó là đủ phước báo tốt. Chứ làm phước phước để cho mấy ăn mày, nó tùm lum la, rồi cho in kinh, đóng tiền cho in kinh ba trợn, nó đâu có phước báo gì nhiều. Cái đó nó lỗi lầm rồi, nó không có đủ trí tuệ. Thì chết mà có những cái phước báo mình đem theo, tức là cái tư trang, cái hành trang cho những cái nghiệp tới của mình rất là tốt. Rồi cái vui thay mọi đoạn mọi khổ đoạn, tức là sắp bá xô, tức là tất cả đúc khát xá, tức là của cái sự đau khổ xuất khăn, ha năng, tức là đoạn hết tất cả mọi cái đau khổ. Tức là nếu mà diệt hết đau khổ thì nó không còn có tập đế nữa. Và sự vắng mặt của tập đế tức là diệt đế rồi, là niết bàn rồi. Cái này chỉ mới đặt thánh tăng mới có nha, thánh nhân mới có nha. Quý vị ráng tu tập nhiều đi ha, thì nó sẽ được cái đó. Cứ từ từ dài tu dài đâu, tu hoài, tu quỷ, tu mệt nghỉ xong rồi cái tu tiếp á. Tu nhiều kiếp thì từ từ nó cũng tốt đó. Miễn là có là có, miễn không có tu, không cố gắng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây thì không có. Thì Đức Phật cũng vậy, ngày tu nhiều, mấy A Tăng kỳ kiếp tu quá trời quá đất đó, thấy không? Mới được. Chứ mà tu lè nhà, tu lè phè đó thì cũng được, nhưng mà lâu thôi. Còn đỡ hơn mấy người không tu gì hết ha, đúng không? Đó. Phải tu, phải tinh tấn lúc nào. Cứ vậy nói là tinh tấn nè, không? Tinh cần là chánh niệm tỉnh thức, thấy không? Trời ơi, chánh niệm tỉnh thức tức là lúc nào cũng phải hiểu biết, có trí tuệ trong đó. Chánh niệm lúc nào cũng không rời xa cái sự ghi nhớ của mình. Ghi nhớ gì? Ghi nhớ điều ác đó. Chánh cho tỉnh giác, tức là mình phải biết cảnh tỉnh cái việc đó làm đúng hay sai. Nếu mà sai mình phải dừng lại. Nếu mà đã làm sai rồi thì phải nhớ rằng đừng có lặp lại nữa, rất là khó. Mà con người của chúng ta đó thì không giặt dữ lắm, ham vui dữ lắm, giống như tôi hồi nhỏ vậy. Thấy ai đi quýnh lộn quýnh lạo, chỗ nào ồn ào là trong nhà phóng ra để coi họ làm gì vậy đấy. Mà cũng hên lắm,
chưa bao giờ bị người ta quăng đá, quăng cây trúng miệng, đứng xa xa dòm thấy ồn ào là vui rồi. Đúng là khùng, nhà cứ con nghĩ khùng, chuyện gì cũng có nói chứ ai làm đám ma đám cưới gì đó nó ồn ào đó có. Nhưng mà đám ma không có đi nha, đám ma ghi ghê lắm. Đám ma là đi ghê đó, ngồi sắp chết mà chết không biết mấy đời nữa, thúi chết bà luôn, dây trùng không. Đám ma tôi cũng đi đâu, ghê lắm, nghe đó, đám ma là ghê lắm, thúi lắm. Dạ, con nghĩ trong mấy cái này đấy thì con nghĩ rằng còn tu mà sư nói tu rồi tự nhìn cho mình đó, không nhìn cái kia đó, thì đúng rồi, giác ngộ rồi mới giác nị. Đức Phật nói vậy mà, mình phải tu cho mình trước đi rồi mới lo những chuyện khác. Ý là nói rằng mình phải biết bơi, mình biết bơi, bơi cho giỏi đó thì mình mới nhảy xuống mình cứu người ta chết đuối được chứ. Còn không biết bơi mà chẳng nhảy xuống không cứu được ai, mạng mình cũng mất nữa, thì giác ngộ mới dạy như vậy đó. Mình phải lo mình trước. Dạ, mời uống cà phê tiếp. tiếp cảm ơn ai đây? Thỉnh thoảng tôi đâu biết uống cà phê đâu, thật ra cái tim tôi rất là yếu, tôi nhỏ tôi không có biết uống cà phê, tôi uống cà phê tôi cái tim tôi nó đập loạn xả chân à, thành ra tôi không uống cà phê được. Hả, sorry ha, mà rượu lại càng không uống nữa, thấy ghê quá, uống đắng nhét à, đâu ngon làm gì đâu. Dạ. Thì đối với sự chia sẻ của tôi này trong cái bài này, thì Đức Phật nói rất là gọn ghẽ. Vui thai bạn lúc cần, vui thai sống biết đủ, vui thai chết có đức, vui thai mỗi khổ đoạn. Đến chi ly quả là vậy, gì ai biết gì đó. Đền chi ly quá vậy, đến chi ly quá tôi không hiểu cái đó là gì hết. Những cái này đó là Đức Phật nói những cái lúc mà mình tu tập nhiều đời nhiều kiếp á, thì những cái phước báo của mình nó không bao giờ rời bỏ mình hết. Lúc mình có cái gì, cái quả của nghiệp khổ của mình trổ ra, thì cái phước báo của mình nó cũng giúp cho mình là khi mình nghèo khổ hay có chuyện cần thì có người giúp đỡ mình. Nhưng mà điều kiện mình sống mình biết chi túc, chi thiểu dục chi túc á, biết đủ á, thì là điều cần thiết. Thì mình không có quá đau khổ khi mà mình nhìn thấy những người những cái điều kiện tốt hơn mình, nhưng mà mình có những điều kiện bình thường mà sống tốt như vậy thì cũng đủ rồi. Chết vui thai lúc mà cận tử mà chết mà có những phước báo mà đem đi theo đó, là một hành trang cũng như là một gia tài cho mình, cho cái kế kiếp tới trước đó, thì tốt, rất là tốt. Quý vị nghĩ coi, nếu quý vị vô bốn đường khổ như địa ngục, ngạ quỷ, xuất Atula đó, thì vô trong đó nó đâu có chuyện vui đâu. Mà muốn trở lại kiếp người rất là khó đó, như trong kinh mà sư thường hay nói đó, con rùa mù, nó mù nha, mà cứ 100 năm á, nó được lặn lên một lần, nó nổi lên một lần, chứ không phải lặn, nó nổi lên một lần, mà làm sao cái đầu của nó mà đút vô được cái khúc gỗ mà có cái lỗ, cái đầu nó sẽ đút vô lỗ, đã con rùa mà nó mù rồi, nó đuôi rồi, mà cái biển rộng mênh mông thì có một khúc gỗ mà có cái lỗ vô đó, mà sao nó đút lên, đút vô cái đầu nó vô cái khúc gỗ đó mà cho được á, thì nó mới trở lại, mới thoát khỏi cái cảnh làm con vật. Thấy khó không? Khi mà mắc kiếp người rồi, đi tìm lại mà kiếp người đó rất là khó. Mà đó là con vật, nó còn được sanh ra nữa, nó còn tung tăng vui vẻ.